cận cảnh anh em bảo dưỡng máy cắt, máy gạt đập liên hợp hai mũ vàng bê nha các bạn. Cái này mình dùng miếng lót để cho ít mòn thanh bê nha. Để trực tiếp vô miếng sắt thì nó mòn cái tiếp thanh bê dữ lắm, nên mình dùng miếng lót giảm độ ma sát cho đỡ mòn. Dướng miếng lót á, miếng lót nó chụp lỗ á. Đây miếng lót của anh ta nè, miếng cao su cắt ra đục lỗ nha, ống cao su bơm nước mình cũ cũ rồi nè, nó cứng nè nha các bạn, đục lỗ lo ổ gì cái lót vô nè. Trời đang mưa nha các bạn, mưa lớn quá luôn. Đây 105 x, đục lỗ miếng lót nó hơi chịch lỗ, mình đút vô hơi khó. Cái đó mình sọt vô đi, rồi hồi sọt vô hết cái mình chỉnh lại cho nó đều.